Chào bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với một bộ truyện mới của nhà xuất bản trẻ, đấy là bộ Firefox. Cái quyển này sẽ được đóng siêu nhé. Cái quyển này sẽ có giá là 43.000, ôi sao lẻ loi nhất nhỉ? Không 45 hay 40 mà 43, vãi chưởng. Và sẽ được thiết kế bìa rời. Cái phần bìa rời sẽ được cán bóng mà lấy là tông màu đỏ. Nhìn trông khá là nổi bật. Tông đỏ lấy đúng cái tông giống tên truyện này, lửa màu đỏ. Đây là mặt trong này. Cái truyện sẽ được in là 10.000 bản, khổ 11,3 x 17,6. Thì ở cái trang đầu tiên thì mình thấy là những cái chỗ đen đen này, không biết là cố tình làm hiệu ứng hay là do nó in bẩn. Mình nghĩ đây là chắc là cái này là cái hiệu ứng đấy, chứ không phải do in bẩn đâu. Thì ở phía mặt sau thì cái phần này nó cũng trắng trắng đây, thì chắc là hiệu ứng, kiểu hiệu ứng lửa. Đây cũng thấy có đen đen này, thì cái này là hiệu ứng chứ không phải là do in lỗi in bẩn. Về phần giấy của cái quyển này thì mình thấy là nó tương đồng giống với giấy của những cái bộ đang phát hành như là Kỳ án siêu nhiên hay là Chessman. Mỗi tội là mùi nó hơi hắc. Về phần in thì mình thấy là in rất là rõ, in rất nét luôn. Cái phần chia khung thì khá là ổn, mình không thấy có cái phần trang nào nó bị cái phần khung chữ, khung text, khung hình nó san mép cả, cho nên là không bị cái tình trạng là khó đọc. Về phần giấy này, phần in này thì mình thấy là cái quyển này làm rất là tốt. Đây, in rõ vãi, sắc nét luôn. Thì ở tập 1 thì các bạn sẽ được tặng kèm đây, một cái bookmark bằng bìa được cán bóng cũng khá là mỏng thôi, và một cái postcard bằng nhựa khá là bóng và mình thấy xước hơi nhiều. Không biết có cái lớp dán bảo vệ không, không có thì đúng là xước hơi nhiều đấy, không có cái lớp bảo vệ các bạn, cho nên là bị xước khá là nhiều đây. Không biết cái của các bạn thì có xước không.